Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Vào tuần tới, mỗi một quý vị sẽ nhận được 3 cái mask N95, một người được 3 cái. Mà nếu sau đó chính phủ thấy cái số lượng người tiêu thụ nhiều quá, họ sẽ cho thêm mấy trăm triệu cái mask N95. Và chính phủ Hoa Kỳ đã công bố, quý vị có thể đến các nhà thuốc Tây và sáng ngày hôm nay họ cho biết thêm các chi tiết, thậm chí đến Costco, CVS, tiện vô cùng. Quý vị đứng xếp hàng ha, đi chợ Costco, xong trả tiền xong ra. Costco nào mà có nhà thuốc Tây đó là quý vị cứ đến. Lẽ đương nhiên có vấn đề ghi danh địa chỉ và cá nhân. Đây cũng là một cái phức tạp vô cùng. Làm thế nào để kiểm tra được người đó đã nhận hay chưa nhận. Và không biết có cái chuyện mà cũng hơi ăn gian, vừa nhận được lại muốn xin thêm nữa. Walmart và... đặc biệt những quý vị nào mà không nhận hoặc là muốn mua thêm cho người thân thì họ cũng đưa ra chi tiết ở các nhà sản xuất Hoa Kỳ. Những nhà sản xuất mang tên Bonafide Mask, Project N95 và Well Before. Đây là ba hãng đang làm các loại khẩu trang N95 made in USA. Họ cũng đưa ra một cái trang mạng riêng để quý vị có thể chứng nhận đây là những nơi made in USA làm tại Mỹ. Bởi vì họ nói cẩn trọng với những cái loại made in China. Bởi vì CDC đã từng tuyên bố 60% các loại mà KN, chúng phải N, nhìn nó giống nhau, nhìn nó giống giống, na ná. Và khổ đó là mỗi cái mask mà các loại mà KN95 đâu có đề là made in USA hay là made in China gì đâu. Cho nên nhiều người lầm tưởng và cũng bị lừa đảo khi mà nhiều người đã mua tưởng rằng N95 nhưng mà làm giả hết, thưa quý vị. Cho nên một lần nữa, lẽ đương nhiên cái N95 thực sự made in USA nó đắt hơn các loại giả và KN95. Đó là lý do trên bản tin ngày hôm nay họ ghi nhận là quý vị cần mua những cái loại nào đúng với các tiêu chuẩn từ các công ty này. Thì đó là tuần tới thì chắc chắn là, và thực sự thì cũng không biết đúng ngày nào. Họ nói là tuần tới thì ăn thua quý vị đi thử thôi. Hoặc là nếu thấy người bạn, người thân mà nói rằng tôi mới vừa ra ngoài CVS hoặc là Walmart, nhà thuốc Tây đó, và tôi đã nhận được rồi. Và trong thời gian đầu quý vị cũng sẽ chờ đợi cái việc xếp hàng, bởi vì ai đi chợ, ai vào đây cũng muốn, hoặc là có những người ở ngoài họ đậu xe vào để mà tìm cách nhận được ba cái mask này. Không biết trong thời gian đầu thì mỗi người có nhận được liền ba cái hay là tùy nơi cái phân phối họ sẽ cho mỗi người một cái. Và thứ hai nữa, thưa quý vị, cũng tin liên quan đến khẩu trang, vấn đề chích ngừa trong thời gian này. Quý vị trên xa lộ 22 hoặc tất cả các xa lộ, quý vị sẽ thấy hàng chữ cái bảng có đèn vàng đó. Nên chích ngừa, nên giữ gìn an toàn vệ sinh cá nhân để tránh bị COVID-19. Đó là tấm bảng. Tuy nhiên vào ngày Chủ nhật này tại thủ đô Washington, phe chống đối chích ngừa một lần nữa sẽ xuống đường biểu tình chống chính phủ. Không những chống chính phủ mà chống lại những ai kêu gọi hoặc là yêu cầu họ được chích ngừa. Bản tin ghi nhận cho đến giờ phút này vẫn còn khoảng 20% những người chống đối việc chích ngừa. Và họ nói rằng khởi đầu đó thì các cơ quan y tế họ cũng không ngờ
là nước Mỹ lại xảy ra một cái tình trạng gọi là một cuộc chiến về văn hóa. Nó trở thành một cái culture war, khi mà vẫn có những nhóm người dựa trên tinh thần về tôn giáo hoặc là cá nhân, họ lại đưa ra những cái thông tin sai lạc để cho rằng việc chích ngừa vào sẽ gây ảnh hưởng đến cá nhân hoặc là gia đình hoặc là sức khỏe lâu dài. Và cái tin tức đó càng ngày càng lan rộng. Sáng ngày hôm nay, các cơ quan, các chuyên gia về y tế họ nói rằng một lầm lỗi mà các cơ quan y tế Hoa Kỳ đó là lẽ ra ngay từ đầu đó họ cũng phải chủ trương chống lại cái phong trào mà chống vaccine. Rất tiếc thì các cơ quan y tế họ và những nhà khoa học nữa, chẳng hạn như là bác sĩ Fauci, ông chỉ biết xuất hiện trong các cuộc điều trần để đỡ lời thôi. Khi mà ông gặp phải những cái sự chỉ trích liên quan đến chính phủ Joe Biden bắt buộc là phải chích ngừa. Rồi chưa kể là tòa tối cao pháp viện cũng đã đưa ra những cái phán quyết không cho phép chính quyền được bắt buộc người dân phải chích ngừa, ngoại trừ những nhân viên trong các bệnh viện và các cơ quan y tế mà thôi. Và ngày hôm nay tại thủ đô Washington sẽ có cuộc biểu tình của những người chống phá thai. Rồi đến ngày Chủ nhật là những người, cuộc biểu tình của những người chống vaccine này. Và cái số người, cho dù họ thấy là có những người chống vaccine đã tử vong, nhưng mà họ vẫn giữ nguyên quyết định và lập trường là không đồng ý cái việc mà bắt buộc người dân phải chích ngừa. Dạ vâng, thưa quý vị, cũng trong cái nỗ lực mà muốn người dân chích ngừa càng nhiều càng tốt, thì mới đây một nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ tại San Francisco là ông Thượng nghị sĩ Scott Wiener đã vừa trình lên một cái dự thảo luật, một cái dự luật, thưa quý vị. Đó là ông muốn tiểu bang California sẽ thông qua được cái luật từ nay, đó là thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên đó có thể được cái quyền tự mình muốn đi chích ngừa COVID là được đi, không cần có cái sự cho phép của cha mẹ. Thì như quý vị biết, hiện nay tại luật ở California đó là con nít mà dưới 10, con nít từ 12 đến 17 tuổi nếu như mà muốn chích ngừa bất kỳ những cái loại vaccine nào, thưa quý vị, chỉ ngoại trừ những cái loại mà giúp ngăn ngừa những cái bệnh lây lan qua đường tình dục đó, thì các em cần phải có một cái sự cho phép của cha mẹ, cái giấy nó gọi là parent consent, thì cần cái giấy đó để mà được đi chích ngừa, không riêng gì COVID vaccine. Xin lỗi quý vị. Thì theo như ông Wiener đó, thưa quý vị, ông nói rằng tại sao các em cái luật đó thì cho phép là chích ngừa viêm gan CVB rồi những cái bệnh mà lây lan qua đường tình dục đó thì được phép, mà vaccine để ngừa COVID là cái vaccine hiệu quả được FDA chuẩn thuận, thì lại tiếp tục bị cái vấn đề đó là cần phải có cái sự cho phép của cha mẹ. Cho nên là ông muốn thông qua cái dự luật này. Và được biết hiện nay đó chỉ mới có một vài tiểu bang, chẳng hạn như là Alabama, là đã con nít 14 tuổi trở lên không cần cha mẹ cho phép nè, Oregon 15 tuổi, chỉ riêng Washington DC đó là có cái độ tuổi nhỏ nhất 11 tuổi thôi, thưa quý vị, là có cái quyền tự muốn đi chích vaccine là được chích, không cần cha mẹ cho phép. Tuy nhiên cái dự luật này đã ngay lập tức gặp phải những cái vấn đề chống đối, đó là những người và các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa và cả những cha mẹ, mà họ đây là những người họ nói rằng họ không có chống đối vaccine, nhưng mà họ chống đối lại cái dự luật này, bởi vì họ nói cái độ tuổi mà 12 tuổi đó vẫn còn quá nhỏ, chưa có đủ trí khôn để mà suy xét cái chuyện gì là đúng, chuyện gì là sai, thì không nên trao cho các em có cái quyền đó mà vẫn cần cái sự giám sát của cha mẹ. Thì không biết là cái dự luật này có được thông qua không? Sáng nay, thực sự từ tối hôm qua, bất chợt chúng tôi nhìn thấy một bản tin liên quan đến Adele. Nhiều người yêu thích lắm, nổi tiếng vô cùng luôn. Và ngay cả cá nhân chúng tôi và gia đình, khi mà nghe tin gửi qua email báo là Adele sẽ chuẩn bị xuất hiện ở Las Vegas,
thì mừng quá nhảy lên để tìm kiếm vé mua. Và cái thời gian đầu đó quý vị ghê gớm, họ nói rằng đợt đầu tiên bán vé đó là quý vị phải ghi danh nhé, rồi chờ đợi đúng cái giờ đó phải vào, và quý vị chỉ có đâu khoảng 1 tiếng hay 2 tiếng để chọn ghế thôi. À, thì chúng tôi đã thực hiện xong cái tiến trình đó rồi. Thì chuyện gì xảy ra với chương trình trình diễn của Adele ở Las Vegas? Mời quý vị tiếp tục theo dõi cái bản tin chi tiết ngay sau phần quảng cáo.